Xin chào khán giả kênh Hiệp Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa khép lại trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 2022. Và kết quả cuối cùng là chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Hà Nội FC. Như vậy là Hà Nội FC đã nới rộng khoảng cách với Sông Lam Nghệ An, đội xếp thứ 2 thành 6 điểm và đội thứ 3 là Hoàng Anh Gia Lai thành 7 điểm. Và họ cũng đồng thời trở thành nhà vô địch lượt đi V-League mùa này. Chúng ta hãy cùng đến với những ảnh sau trận đấu mà chúng tôi vừa thu lại để xem được cái tâm trạng của các cầu thủ hai đội sau trận đấu này sẽ như thế nào các bạn nhé. Vậy là trận đấu tâm điểm ở vòng 12 V-League 2022 đã kết thúc. Trận đấy được buồn của Văn Toàn. Hoàng Anh Gia Lai đã nhận trận thua thứ hai ở mùa giải sau trận khi họ để thua 1-2 trước Hà Nội FC. Bàn thắng của Bruno không đủ để giúp cho Hoàng Anh Gia Lai mang về ít nhất một điểm. Văn Toàn là vừa được thành trung và Duy Mạnh đã nổi. Hôm nay Văn Toàn đã đấu đầy cố gắng, nhưng phải nói là hôm nay các cầu thủ Hà Nội đã chơi không rất là tập trung. Vậy là sau 11 năm thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa được một chiến thắng tại Hà Nội. Chính xác là thắng Hà Nội trên sân Hà Nội. Khoảng cách lúc này của Hà Nội với Sông Lam Nghệ An đã là 6 điểm và Gia Lai là 7 điểm. Như vậy là câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức trở thành nhà vô địch ở lượt đi V-League mùa này. Số là VOXHF. Nhắc lại VOXHF. Vị khán giả thứ tư có mã số là USTHX. Nhắc lại ạ. Thank you.
Quân ơi. Bên kia sắc đang rất là thoải mái giao lưu với các cổ động viên. Kết quả không được ý, tuy nhiên thì có lẽ là vị trí lược gia người Thái Lan vẫn còn nhiều thời gian và chặng đường phía trước còn rất nhiều. Bây giờ này có các cháu ở Hà Nội muốn xin chú sắc một cái chữ ký. Chữ ký bây giờ là để cho chữ ký cái cho đẹp nhá. Nói chung là hôm nay cái thành công lớn nhất là gì, là đã một cái cho cô này vào cái áo cho đây được lối đá đẹp. Ok, có anh hẹp đẹp à, ký mà cho nó ơi, quá tuyệt vời. Bùi Hoàng Việt Anh, cao thủ Hà Nội thì sẽ trở về trên một chiếc xe, họ sẽ đi từ bên cửa bên kia. Lúc này sân hàng đấy thì cũng đã tắt hết điện rồi, các bạn thấy là cũng hơn 10 giờ tối, rất là muộn. Mới chỉ cách đây nửa tiếng thôi thì cũng là không khí rất là sôi động. Con trai của Hùng Dũng này. Con đâu, con đâu, con ăn mải đấy, mẹ cũng không đỡ con đâu. Mọi người đừng hỏi con. Con 40 đứa. Vâng, vừa rồi cũng hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.